Vingunders Phú Quốc là một điểm đến giải trí tuyệt vời cho chuyến du lịch mùa hè 3 ngày 2 đêm tại khách sạn Wyndham Grand Phú Quốc. Công viên giải trí này nằm trong khu Phú Quốc United Center tại Bãi Dài, với diện tích lên đến 50 hectare và được ghi nhận là công viên giải trí lớn nhất Việt Nam. Vingunders Phú Quốc được chia thành 6 phần: phố châu Âu, thế giới huyền bí, làng Viking, cái vỏ sò, thế giới phiêu lưu và thế giới bảo tháp. Thank you.
này đi. Thank you.
luôn mùa dịch. Chưa biết cái phòng nào ha. Thank you.
chim á hả? Trời ơi. Đi thử quay nó thử quay tao ơi, quay rồi. Ngồi đi. Câu.
Thank you.
sơn thủy kia khói trắng âm u che mình về. Nơi đây lưu truyền trăm năm qua chẳng thấy bao người qua. Từng là cô nương cũng sắc thiên thành nguyệt luyến hoa, mà nay vẫn thu vũ yết giữa chốn sơn hà. Tơ vương ngày xưa quyến luyến trăm rơi ngay bên thuyền. Cô nương trên kiệu hoa tương tư vạn chữ kết thành thơ. Ngày người ra đi nét mốt như phụ mơ say tuyền. Thành đông mưa rơi tâu khúc nhạc tuyết xuyên. Là ai tương tư đã quên lối miếu đường một người không tên. Là ai đã cắt đứt đi mỗi duyên hồng trần.
hồi đẹp á, 2, 3 cái nữa nè, đưa lên 2, 3. Thank you.
sao chỗ này không gian hẹp quá vậy? Một tràng vỗ tay thật lớn đúng không ạ?
họ thương nhau dù đứng những phòng biển hoang sơ dưới lòng đại dương hùng vĩ. Một lần nữa quý khách có thể dành tặng cho các nhà bảy một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ?
lặng khi bơi vào bể để biểu diễn. Những chiếc ga nhỏ này đã được cắt bỏ đi từ những ngày đầu tiên nuôi dưỡng, tuy nhiên sẽ không làm ảnh hưởng tới sức khỏe và sự cảm phát triển của các bạn ấy đâu ạ. Đẹp ha, đâu cũng ra dữ đẹp.
là người cất giữ những câu chuyện, người bảo vệ trí tưởng tượng và cũng là người kể chuyện. Hàng thế kỷ đã trôi qua với biết bao câu chuyện được lưu giữ và kể lại. Đêm nay, tôi sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện hấp dẫn nhất trong tất cả các câu chuyện. Song, câu chuyện này cần người viết tiếp hồi kết. Cuốn sách này là một bản anh hùng ca đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng chương cuối của cuốn sách không có gì ngoài những trang giấy trắng. Bởi lẽ, câu chuyện chưa bao giờ kết thúc. Nó đã chờ đợi hàng thế kỷ, chờ đợi một ai đó viết nên hồi kết bằng sức mạnh từ trí tưởng tượng bay bổng của họ. Để viết vào cuốn sách này, bạn cần hai thứ. Một cây bút đặc biệt được làm từ lông đuôi của một loài chim huyền thoại, chim phượng hoàng, và trí tưởng tượng của bạn. Cuốn sách đã chờ đợi ở đây từ rất lâu rồi, chờ đợi một người trong số các bạn. Nhưng hãy đề phòng lũ phù thủy. Hàng thế kỷ qua, lũ ra sức săn đuổi cây bút làm bằng lông đuôi phượng hoàng này, để biến câu chuyện của ánh sáng thành bóng tối. Lũ tìm kiếm cây bút ấy từng ngày, ngay cả trong hôm nay, lúc này, ở đây. Liệu khi nào người hùng ấy sẽ đến đây? Đi luôn.
hả? Khó ha.
trời mưa. Rồi, 2, 3. Đừng quay phim á. Khúc đó anh cắt. Nào cái mặt đưa ra cái máy. Mặt đưa qua mấy người phim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi vòng quay có mặt. Quay học kỳ chết in sân bay, chúng tôi đang ngồi đây ở sân bay Phú Quốc và không đúng rồi, bay này chắc phải bỏ hoang rồi. Bay xài với bay bay 3 tiếng rồi.